Tuổi 20 là khoảng thời gian bạn cần phải chuẩn bị và trả lời cho những câu hỏi như: tôi là ai? Nghề nghiệp tôi yêu thích là gì? Làm sao để không lãng phí tuổi trẻ? Mục đích sống nào mà tôi nên theo đuổi? Hãy cùng theo chân mình đi tìm hiểu cuốn sách sẽ giúp bạn trả lời cho những câu hỏi đó. Xin chào quý thầy cô, ban giám khảo và tất cả các bạn học sinh. Em tên là Hoàng Thị Ví, học sinh lớp 10, trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông Carono. Em rất vui và vinh dự khi có cơ hội được đứng ở đây tham gia cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2023 với chủ đề Sách kết nối tương lai. Để với cuộc thi ngày hôm nay, em muốn giới thiệu tới mọi người một cuốn sách đã làm thay đổi suy nghĩ của em, hướng em tới những điều tích cực hơn trong cuộc sống. Đó chính là cuốn sách Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ. Cuốn sách Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ của tác giả Cảnh Thiên và được dịch bởi dịch giả Đặng Luân vào tháng 9 năm 2019 bởi Nhà xuất bản Thế giới và được phát hành tại Việt Nam bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Văn hóa và Truyền thông AZ Việt Nam. Về tác giả thì mọi thông tin đều được giữ kín. Đọc giả chỉ biết tác giả Cảnh Thiên là một người Trung Quốc, một người yêu thích văn chương. Cuốn sách có bìa là một cậu bé đang bay lơ lửng giữa không trung vô địch, bàn tay cậu hướng đến một chú chim màu vàng. Chú chim ấy tỏa sáng như chỉ đường dẫn lối cho cậu vậy. Và cậu cũng sẵn sàng đón nhận những thông điệp đấy. Tất cả mọi thông điệp đều được nói thông qua trang bìa của cuốn sách. In a gentle but not too philosophical tone, the author will tell you small story with the main title being lesson done. If you want hey, experience or about to experience your front, you can easily relate them to your own life. And from those lessons, we can apply them to our lives. Perhaps Cảnh Thiên, how that the book would be seen as a motivation for every person to aspire to be rehearsed that is still yearning for success. Dispel those souls who are living in fear, or those who are still hesitant about the opportunity before them. There is no one who does not dream in their 20s. They have many a mission and the desire pure yours. Cuốn sách gồm có 8 chương, mỗi chương là những phần nhỏ và những câu chuyện thú vị mà các bạn có thể nhìn thấy mình trong đó để rút ra những bài học đắt giá. Trong những câu chuyện ấy là những con người gặp đầy biến động, cả tâm trí lẫn ngoài đời, nhưng họ đã nỗ lực vươn lên không ngừng, tiến về phía trước để chạm tay đến thành công. Tiêu biểu trong đấy là nhân vật Mã Vân mà chúng ta thường biết đến với cái tên Jack Ma. Thật ra, lúc mới thành lập công ty phiên dịch Hải Bắc Cú, Mã Vân vẫn luôn trong tình trạng thu không đủ chi. Công ty luôn trên bề mới phá sản. Ông phải làm việc, bán hàng khắp nơi, chịu nhiều đắng cay tủi nhục để có tiền duy trì công ty. Trong 3 năm làm việc buôn bán như thế, Mã Vân đã giúp công ty phục dựng lên một cách ngoạn mục. Và sau này khi đã thành lập công ty Alibaba, ông vẫn luôn duy trì thói quen cũ, vẫn luôn trân trọng mọi đồng tiền mình làm ra. Nói thế để cho chúng ta thấy rằng, đằng sau ánh hào quang rực rỡ của tỷ phú Jack Ma là cả một quá trình gian khổ, một tuổi trẻ đầy nỗ lực. Thế đấy, ngay cả tỷ phú Jack Ma, người đã có thành công rực rỡ như ngày hôm nay, vẫn không ngừng để đưa công ty tiến xa hơn nữa. Vậy, lý do gì mà bạn và tôi lại không cố gắng chứ? Đâu chỉ đứng nhìn đồng ngưỡng mộ họ mãi được, phải đứng dậy bắt tay vào làm ngay giây phút này. Sau khi gân lại trang sách cuối với dòng chữ, ngày mai một hành trình mới sẽ lại bắt đầu, đã giúp em hiểu được hôm nay dù còn như thế nào thì ngày mai chúng ta cũng phải mạnh mẽ bước tiếp, từ bỏ quá khứ sai lầm để bắt đầu một hành trình mới. Sau khi đọc xong cuốn sách Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ như một cú tát thẳng vào giấc mộng hoang đường của em, giúp em hiểu được cuộc đời không như là mơ, càng không phải là phim. Nếu muốn thành công và giàu có thì bắt buộc tuổi trẻ không được an nhàn. Không những thế, cuốn sách còn dạy em 3 điều sau. Thứ nhất, đừng bao giờ ngại thay đổi và sửa sai. Tuổi trẻ, chúng ta phải đưa ra những quyết định và theo đuổi đến cùng những quyết định đó. Đôi khi không tránh khỏi những thất bại và sai lầm. Vậy, làm sao để vượt qua nó? Có bạn sẽ lựa chọn bỏ cuộc giữa chừng và nản chí, nhưng cũng có bạn sẽ không ngại chấp nhận thất bại, nhìn nhận, thay đổi và tìm cách sửa sai, tìm ra nguyên nhân biện pháp để tiếp tục cuộc hành trình của mình. Giống như con ốc bền bỉ leo lên ngọn núi Phú Xí trong thơ haiku của Nhật Bản. Mặc cho thế sự ngoài kia vô thường, ốc ta vẫn ung dung tự tại trên chuyến hành trình của mình.
Vậy nên hãy đón nhận mọi thứ với một tâm thế bình thản, sai thì sửa và tìm ra nguyên nhân biện pháp để tiếp tục cuộc hành trình của mình. Điều thứ hai, trong cô độc, chúng ta tìm ra phiên bản chân thực nhất, chân trụ nhất của chính mình. Từ xưa đến nay, bạn là người thành công thì đều có khả năng chịu đựng sự cô độc. Lý Bách, nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc từng nói, bậc thánh hiện tại từ cổ chí kim đều cô độc, chỉ có kẻ say là lưu danh muôn thuở. Đúng vậy, cô độc là một liều thuốc giúp bạn tĩnh tâm và nhận ra vấn đề một cách sáng suốt nhất, thay vì điếu cày giữa đường. Trong sự cô độc, chúng ta tìm ra phiên bản chân thực nhất, chân trụ nhất của chính mình, phân tích tính đúng sai, tiếp tục hay bỏ cuộc. Chính trong sự cô độc, ngọn lửa trí tuệ sẽ được tỏa sáng, những quyết định đúng đắn sẽ được đưa ra một cách mạnh mẽ, dứt khoát nhất. Cũng như cuốn sách có câu, giao tiếp với người khác là một dạng năng lực, thực ra hưởng thụ sự cô độc cũng là một dạng năng lực. Điều thứ ba, đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ. Tuổi trẻ, chúng ta có sức khỏe, có trí tuệ và thời gian, thì tại sao chúng ta lại chọn an nhàn? Thái như chú họ của tác giả Cần Thiên trong tác phẩm, chú ấy bị chính ba mẹ thuộc mình vứt bỏ và được hai ông bà ở dưới thị trấn đem về nuôi, có nhiều cháu ruột của mình. Chú ấy phải theo đôi vợ chồng già, đi ăn xin, nhà rác khắp nơi để kiếm sống. Căn nhà họ ở không đến nỗi chỉ có bốn bức tường, nhưng cũng rột nát đủ chỗ. Trong hoàn cảnh ấy, đôi vợ chồng già luôn dạy chú rằng, cháu nhất định phải học thật nhiều sách, đọc thật giỏi để rời khỏi thị trấn này. Chỉ khi rời khỏi đây, cháu mới có cơ hội thay đổi vận mệnh. Mặc dù đối tượng trần già không nên đến cho chú một cuộc sống vật chất đầy đủ, nhưng họ đã đem lại động viên rất lớn về tinh thần. Cứ thế, chú ấy cố gắng nỗ lực học hành chăm chỉ, và khi tốt nghiệp, chú ấy được nhà trường đề cử đi làm việc ở một viện khí tượng tại một thành phố lớn. Sở dĩ một người lựa chọn phấn đấu nỗ lực chẳng phải vì họ không muốn coi thường bản thân khi nghĩ về những năm tháng đã trôi qua hay sao, chẳng phải vì họ muốn lưu lại một quá khứ huy hoàng hay sao. Tuổi trẻ, chúng ta cần phải làm việc, hoạt động, trao dồi nhiều hơn, thì khi về già chúng ta mới ăn nhàn được. 10 năm trước, người ta nhìn vào thu nhập của bố mẹ bạn để đối xử với bạn. 10 năm sau, người ta nhìn vào thu nhập của bạn để đối xử với bố mẹ bạn. Vậy nên, hãy sống có hiếu, có ích cho gia đình, để sau này khi muốn giúp đỡ gia đình, thì chúng ta cũng không cần phải đắn đo, suy nghĩ, há hết mình với tương lai, vì bản thân để nhìn lại những điều tươi đẹp. Cuốn sách muốn nói cho chúng ta biết phải nhìn xa trông rộng, muốn thành công trong tương lai thì phải nỗ lực, chịu khó. Không có thành công nào là dễ dàng cả. Vậy nên đừng bao giờ lãng phí vào thời gian thanh xuân tuyệt vời ấy. Mong rằng sau khi các bạn nghe mình chia sẻ về cuốn sách Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ, các bạn sẽ tìm mua và đọc nó. Cuốn sách khá phổ biến trên mạng, các bạn có thể tìm đến những shop uy tín để đặt mua hoặc đến các hiệu sách. Mình nghĩ bạn nên đọc Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ một lần trong đời. Đây thực sự là một cuốn sách rất hay về ý nghĩa, đừng lấy dẫn chứng thực tế, nó thực sự là một cuốn sách đầu giường cho các bạn trẻ. Xin chào mọi người, như chúng ta đã biết, nhà văn Hemingway từng nói, không có người bạn nào trưởng thành như một cuốn sách. Đúng vậy, sách là kho tàng tri thức của nhân loại, là những kinh nghiệm tích góp quý giá của ông cha ta để làm cho chúng ta. Nhưng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số như hiện nay, chúng ta dần dần quên đi người bạn là sách. Thay vào đó là dành thời gian trên mạng xã hội giải trí nhiều hơn. Với thực trạng đó, em đã xây dựng kế hoạch nhằm phát triển các hoạt động cho bản thân và cho cộng đồng với 4 nội dung như sau. Thứ nhất, đó chính là mục tiêu. 2, đối tượng hưởng lợi. 3, nội dung công việc. 4, đó chính là mục tiêu.
cho công việc thứ hai, trả tặng sách cho các em nhỏ. Vùng sâu vùng xa, cùng quyên góp sách cũ, trả tặng sách cho các em nhỏ, những em có hoàn cảnh khó khăn. Nội dung công việc thứ ba là một trang trang tay có tên Mỗi ngày một